Thưa quý vị và các bạn thân mến, đối tác chiến lược Việt-Mỹ có thể còn xa vời vì Trung Quốc. Tin đồn ExxonMobil có thể bỏ dự án cá voi xanh làm cho chuyến thăm Mỹ sắp tới của ông Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng càng thêm cấp thiết. Dù ExxonMobil có bỏ dự án đó với lý do gì đó, do sức ép của Trung Quốc tác động hay do phía Việt Nam đàm phán giằng dài về giá khí, rõ ràng là Bắc Kinh đang tìm cách gạt Mỹ ra khỏi trò chơi ở khu vực. Nếu ExxonMobil bỏ dự án này, chắc chắn Trung Quốc sẽ có thể tăng cường khả năng kiểm soát Biển Đông. Sự xâm phạm liên tiếp của Trung Quốc vào bãi tư chính, dầu tài nguyên, dầu khí và triển vọng, ExxonMobil có thể bỏ dự án cá voi xanh đã đẩy tranh chấp tại Biển Đông tới một bước ngoặt. Kế hoạch gặp gỡ giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch kiêm Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng có thể là cột trụ cho đối tác chiến lược, nhưng chưa có khả năng diễn ra sớm. Trong cuộc gặp cấp cao Trung Kim tại Hà Nội vào tháng 2 năm 2019, ông Trung đã mời ông Trọng thăm Washington để có thể thảo luận về Biển Đông, đối tác chiến lược Việt Nam-Mỹ và dự án cá voi xanh. Ông Trọng đã hoãn chuyến thăm dự kiến vào tháng 7 và tháng 10 năm 2019 vì những lo ngại về sức khỏe của ông hoặc phản ứng của Trung Quốc, và sự bất định vẫn tiếp tục khi ông Trung phải đối phó với luận tội tại một quốc hội đang chia rẽ ở Mỹ. Ngày càng có nhiều lo ngại là Việt Nam phản ứng yếu trước đe dọa của Trung Quốc và chưa trở thành đối tác chiến lược với Mỹ, có thể khuyến khích Trung Quốc hành động cứng rắn hơn tại Biển Đông. Chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper vào tháng 11 năm 2019 đã truyền thêm động lực cho Việt Nam và ASEAN trước hành động xâm lấn ngày càng tăng của Trung Quốc ở Biển Đông. Ông Esper đã nói chuyện tại Đại học Viện Ngoại giao Việt Nam. Mỹ kiên quyết chống lại sự đe dọa của bất cứ nước nào đòi chủ quyền lãnh thổ tại vùng biển và kêu gọi chấm dứt sự bắt nạt và hành động phi pháp gây tác động tiêu cực đến các nước ASEAN ven biển. Chúng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ nỗ lực của các nước đồng minh và đối tác, nhất là Việt Nam, để bảo đảm tự do hàng hải và cơ hội phát triển kinh tế khu vực. Về đối nội, Việt Nam chịu nhiều sức ép phải xem lại định hướng xã hội chủ nghĩa đã lỗi thời, vốn tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhà nước yếu kém và tham nhũng, đồng thời ngăn cản nền kinh tế thị trường còn non trẻ hoạt động có hiệu quả. Ông Trọng đã công khai nói vào tháng 5 rằng Việt Nam có thể chấp nhận cải cách chính trị và hoan nghênh khu vực tư nhân để tránh nguy cơ kép của bẫy thu nhập trung bình và đối đầu Trung Mỹ kéo dài. Về quốc tế, Việt Nam có thể trở thành nạn nhân của chiến tranh thương mại Mỹ-Trung vì các nước khác muốn sử dụng Việt Nam như một trung tâm trung chuyển để tránh thuế quan của Mỹ. Sau khi ông Trung bất ngờ lên án Việt Nam vào tháng 7 là nước lạm dụng tồi tệ nhất và thậm chí còn tồi tệ hơn cả Trung Quốc, Bộ Thương mại Mỹ đã đánh thuế 400% lên các sản phẩm thép của Việt Nam có xuất xứ từ Hàn Quốc, Đài Loan và Trung Quốc. Về thương mại, Việt Nam tham gia hai hiệp định tự do thương mại trong năm 2018, đó là Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP và Hiệp định Tự do Thương mại EU-Việt Nam EFTA sau quá trình đàm phán lâu dài và khó khăn. Tuy các hiệp định này giúp Việt Nam tiếp cận tốt hơn thị trường toàn cầu và cơ hội tăng trưởng, nhưng cũng thúc đẩy Việt Nam phải cải cách thể chế liên quan đến công đoàn và nhân quyền. Việt Nam đã thiết lập đối tác chiến lược với 16 nước bao gồm Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật, Hàn Quốc và một số nước ASEAN khác, và đối tác toàn diện với 14 nước bao gồm Mỹ, Canada, Myanmar. Tuy đối tác chiến lược cao hơn đối tác toàn diện về quy chế ngoại giao và thực chất hơn về hợp tác an ninh quốc phòng, nhưng nay đã mang nặng tình hình thức và nhường chỗ cho đối tác chiến lược toàn diện gồm Nga, Trung Quốc và Ấn Độ. Nhưng không có đối tác nào dám đương đầu với Trung Quốc khi họ bắt nạt Việt Nam tại bãi tư chính cũng như ở Biển Đông hay trên dòng sông Mekong. Mỹ là cường quốc duy nhất lên tiếng ủng hộ Việt Nam về ngoại giao trong vụ đối đầu. Tuy hai nước chưa phải là đối tác chiến lược nhưng Việt Nam đã trì hoãn việc nâng cấp quan hệ vì lo ngại Trung Quốc phản ứng. Trong cuộc khủng hoảng giàn khoan năm 2014, khi giàn khoan Hải Dương 981 được hàng trăm tàu Trung Quốc hộ tống xâm phạm vùng biển của Việt Nam, họ đã đẩy Việt Nam về với phía Mỹ. Ông Trọng lúc đó là Tổng bí thư Đảng đã đi thăm Mỹ lần đầu tiên năm 2015.
Cựu Tổng thống Barack Obama đã đón tiếp ông tại phòng bầu dục như một cử chỉ tượng trưng, và ông Obama đã khẳng định là Mỹ không tìm cách thay đổi chế độ ở Việt Nam. Khi ông Obama đến thăm Việt Nam năm 2016, ông đã quyết định bỏ cấm vận vũ khí sát thương cho Việt Nam. Dưới chính quyền Trump, chiến lược quốc phòng của Mỹ coi Trung Quốc là đối thủ chính trong một trật tự thế giới bất ổn. Tuy chiến tranh thương mại Mỹ-Trung làm quan hệ Mỹ-Việt thêm phức tạp, chuyến thăm Mỹ của ông Trọng được thúc đẩy bởi đe dọa ngày càng tăng của Trung Quốc khi họ điều tàu thăm dò Dương 8 và các tàu hải cảnh có vũ trang đến quấy rối hoạt động khoan dầu khí của Việt Nam gần bãi Tư Chính. Khu vực này ở phía tây nam của Trường Sa có trữ lượng khoảng 45 triệu thùng dầu và 172 tỷ mét khối khí. Bồn Nam Côn Sơn gần bãi Tư Chính có thể cung cấp 25% nhu cầu năng lượng cho Việt Nam. Khi đối đầu tăng lên, tàu thăm dò hải dương 8 của Trung Quốc đã quay lại 4 lần để khảo sát trái phép gần bãi Tư Chính và xâm phạm các vùng biển khác của Việt Nam. Ngày 3 tháng 9 năm 2019, tàu cầu khổng lồ Lam Kinh đã tiến sâu vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam gần dự án cá voi xanh của ExxonMobil lô 118 gần đảo Lý Sơn. Ngày 18 tháng 9 năm 2019, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng đã tuyên bố rằng Trung Quốc có chủ quyền và quyền tài phán tại vùng biển giáp bãi Vạn An, tức bãi Tư Chính. Cảnh Sảng còn đòi Việt Nam phải dừng khoan đơn phương tại đó từ tháng 5 năm 2019 và lên án Việt Nam đã vi phạm chủ quyền của Trung Quốc và các hiệp định song phương. Trong khi tàu Hải Dương 8 và các tàu hải cảnh của Trung Quốc vẫn tiếp tục vi phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam trong thời gian hai bên đối đầu. Tin đồn ExxonMobil có thể bỏ dự án cá voi xanh làm cho chuyến thăm Mỹ sắp tới của ông Trọng càng thêm cấp thiết. Dù ExxonMobil có bỏ dự án đó vì lý do gì đó, do sức ép của Trung Quốc tác động hay do Việt Nam đàm phán dai dẳng về giá dầu khí, rõ ràng là Bắc Kinh đang tìm mọi cách để gạt Mỹ ra khỏi trò chơi ở khu vực Biển Đông. Nếu ExxonMobil bỏ dự án này, chắc chắn Trung Quốc sẽ có khả năng có thể tăng cường khả năng kiểm soát Biển Đông. Cá voi xanh khác với cá rồng đỏ được liên doanh với Repsol của Tây Ban Nha và Lan Tây, Lan Đỏ có 35% cổ phần của Rosneft Nga và 45% của OMGC Ấn Độ và 20% của PVEP của Việt Nam, trong khi cá rồng đỏ nằm trên thềm lục địa của Việt Nam trong đường lưỡi bò phi pháp của Trung Quốc. Cách Vũng Tàu 400 km thì cá voi xanh nằm sâu trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, nằm ngoài đường lưỡi bò cách Chu Lai chỉ 88 km. ExxonMobil không phải là Repsol và Trung Quốc không thể bắt nạt Mỹ như có thể bắt nạt Tây Ban Nha. Trữ lượng cá voi xanh được đánh giá là khoảng 48,5 tỷ mét khí và 18,5 triệu thùng dầu thô, có giá trị gấp 3 lần Lan Tây, Lan Đỏ, được coi là mỏ dầu khí lớn nhất hiện nay. Về giá trị răn đe chiến lược, một số chuyên gia Việt Nam cho rằng cá voi xanh có thể đóng góp giá trị chiến lược cho Việt Nam còn lớn hơn mấy tàu ngầm kilo mua của Nga. Một số khác lập luận rằng sự có mặt của ExxonMobil có giá trị chiến lược sống còn và Việt Nam sẽ lẽ ra phải tìm cách khuyến khích để họ ở lại. Việt Nam đàm phán rằng dai về giá khí cá voi xanh và quá trình phê chuẩn dự án chậm chạp đã làm rắc rối vấn đề, có thể góp phần làm cho ExxonMobil ngãng ra và do đó chỉ làm lợi cho Trung Cộng. Để tăng cường sức mạnh của mình, Việt Nam cần ưu tiên hai vấn đề: quốc tế hóa tranh chấp Biển Đông và cải cách thể chế. Việt Nam cũng nên xem xét lại chính sách quốc phòng 3-0. Không liên minh quân sự, không có căn cứ quân sự và không liên kết nước này với nước kia để chống một nước khác. Ngày 25 tháng 11 năm 2019, Việt Nam đã công bố sách trắng quốc phòng nhấn mạnh hòa bình và tự vệ, hợp tác và đấu tranh, đề cập đến căng thẳng tại Biển Đông. Điều đó có nghĩa là chính sách 3-0 đã được điều chỉnh thành 4-0 hay 3-0-1 nếu để ngỏ khả năng đối tác chiến lược với Mỹ nếu Trung Quốc xâm lược. Việt Nam đã gửi cho Trung Quốc tín hiệu làn danh đỏ như một phần của chiến lược phòng ngừa tại Biển Đông. Cứ đến cuối năm, thời gian thường trôi nhanh tựa cánh chim bay. Người ta nói năm con heo là năm cuối của 12 con giáp nên thường có nhiều biến động. Những người bi quan cho rằng Việt Nam đang họa vô đơn chí, còn những người lạc quan trông chờ vào quy luật cùng tác biến.
Trong khi cánh cửa cơ hội cho Việt Nam đang khép lại thì thách thức ngày càng nhiều và nguy cơ ngày càng lớn. Muốn dự báo năm mới phải nhìn lại năm cũ. Chưa biết triển vọng năm 2020 sẽ như thế nào, nhưng đến cuối năm 2019, Việt Nam vẫn chưa thoát khỏi ngã ba đường. Có nhiều nguyên nhân nhưng dường như Hà Nội không vội được đâu. Về đối nội, ông Trần Đại Quang ra đi khá vội vàng. Ngày 21 tháng 9 năm 2018 đã để lại một lỗ hổng quyền lực và một cơ hội để cho ông Nguyễn Phú Trọng tập trung quyền lực vào một mối. Hệ quả là cấu trúc quyền lực tứ trụ truyền thống này trở thành tam trụ lâm thời. Dù Việt Nam chưa sẵn sàng nhất thể hóa, nhưng ông Trọng đã củng cố được quyền lực vượt lên thiên hạ để thế thiên hành đạo như ông Tập Cận Bình ở bên Trung Quốc. Có người lập luận rằng mô hình tam trụ vững như kiềng ba chân vì dựa trên thế ỷ dốc, nhưng nhiều người khác lại cho rằng về nguyên lý mô hình tứ trụ thường ổn định hơn mô hình tam trụ. Thời Tam Quốc ở bên Tàu thường loạn lạc và nội chiến liên miên. Lâu nay Việt Nam vẫn áp dụng cơ chế ba mặt đảng, chính quyền, công đoàn để quản trị như mô hình tổ tam tam ba người nhằm kiểm soát lẫn nhau. Về lý thuyết, cơ chế ba mặt được áp dụng nhằm phát huy quyền làm chủ tập thể, nhưng trên thực tế có thể làm triệt tiêu năng lực sáng tạo của con người và trách nhiệm cá nhân trong quản trị nhất thể hóa, là một ý tưởng hay nếu áp dụng nghiêm túc. Nhưng tam trụ không phải là tam quyền phân lập, mà chỉ là bình mới rượu cũ vì cùng chung một mẫu số. Anten từng nói người ta không thể giải quyết vấn đề bằng chính tư duy đã tạo ra vấn đề đó. Nhưng khi đã tập trung vào một củng cố được quyền lực, ông Nguyễn Phú Trọng tự tin hơn để tăng cường chiến dịch đốt lò, xử lý tiếp các vụ án lớn như bắt Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn và Phạm Nhật Vũ, khởi tố cựu đô đốc Nguyễn Văn Hiến. Có dấu hiệu ông Trọng cân nhắc đến khả năng cải cách thể chế khi công khai đặt ra ba vấn đề cốt lõi. Một là có nên xóa bỏ thành phần kinh tế nhà nước hay không? Hai là đổi mới thể chế chính trị, có thể là đổi mới thể chế hay không? Ba là có cần sửa đổi điều lệ đảng hay không? Như đến hẹn lại lên Hội nghị Trung ương 11, từ 7 đến 12 tháng 10 năm 2019 bắt đầu chuẩn bị văn kiện và nhân sự cho Đại hội Đảng 13, và lần đầu tiên ông Trọng đã đề cập đến vấn đề Biển Đông. Trong diễn văn khai mạc, ông kêu gọi kiên quyết và kiên trì đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển theo luật quốc tế. Trong diễn văn bế mạc, ông nhấn mạnh phải phân tích và dự báo trên cơ sở tư duy khoa học tình hình thế giới và Việt Nam, đặc biệt là về Biển Đông. Dư luận cho rằng đó là một chuyển biến đáng kể nhưng chưa theo kịp với thực tế. Theo Moody's 2020 Report ngày 10 tháng 10 năm 2019, tuy GDP tăng 6,8% nhưng Việt Nam có thể bị hạ mức tín nhiệm vì chậm thanh toán nợ tới hạn, làm mất khả năng thanh toán, có thể dẫn tới vỡ nợ quốc gia. Phủ nợ nước ngoài hơn 100 tỷ đô la và các doanh nghiệp nợ nước ngoài 100 tỷ đô la cộng lại thành hơn 200 tỷ đô la, gần bằng toàn bộ GDP của Việt Nam. Ngoài nợ nước ngoài, Việt Nam còn nợ trong nước tương đương với 200 tỷ đô la, gồm nợ của chính phủ và doanh nghiệp. Gần đây, Thống đốc Lê Minh Hưng đã báo cáo Quốc hội về khoảng 53.000 tỷ Việt Nam đồng và các ngân hàng đã vay để làm BOT có nguy cơ trở thành nợ xấu. Ngoài số nợ nước ngoài 200 tỷ đô la được thống kê chính thức, có thể phát sinh những khoản nợ nước ngoài khác từ các doanh nghiệp chưa được thống kê. Tháng 9 năm 2019, Tổng cục Thống kê đã bất ngờ công bố phát hiện thêm 76.000 doanh nghiệp trước đó không có trong sổ sách. Động cơ của việc công bố này là nhằm làm tăng thêm GDP để lấy thành tích chào mừng Đại hội Đảng. Nhưng số phát sinh này chiếm hơn 10% tổng doanh nghiệp hoạt động ở Việt Nam. Trong đó chắc có nhiều khoản vay nước ngoài mà Bộ Tài chính không biết. World Bank cho biết trong 3 năm tới có khoảng 50% nợ trong nước của chính phủ đáo hạn và chính phủ vẫn chưa biết lấy đâu ra tiền để trả nợ, trừ việc in tiền ồ ạt. Và có khoảng 30% số doanh nghiệp nhà nước không có khả năng trả nợ nên đối mặt với nguy cơ phá sản. Nếu chính phủ từ chối trả nợ thay cho doanh nghiệp nhà nước, Moody's sẽ xem xét hạ mức đánh giá 17 ngân hàng nên 50% các ngân hàng Việt Nam sẽ bị hạ mức tín nhiệm.
Theo Vietnamnet, ngày 21 tháng 10 năm 2019 trong báo cáo về nợ công năm 2020, chính phủ Việt Nam cần vay thêm 459.000 tỷ Việt Nam đồng cân đối ngân sách, trong đó bao gồm khoản bù đắp bộ chi ngân sách 217.000 tỷ Việt Nam đồng, khoản trả nợ gốc ngân hàng trung ương là 217.000 tỷ Việt Nam đồng và nhận nợ bảo hiểm xã hội là 9,1 nghìn tỷ Việt Nam đồng. Dự kiến nghĩa vụ trả nợ của chính phủ năm 2020 là 379.000 tỷ Việt Nam đồng. Dự báo đến cuối năm 2020, Việt Nam có mức nợ công khoảng 54,3% GDP, nợ chính phủ khoảng 48,5% GDP và nợ nước ngoài quốc gia là 45,5% GDP. Việc phải trả vay để bù đắp bộ chi ngân sách có nghĩa là tiền làm ra vẫn chưa đủ đáp ứng chi tiêu thường xuyên và chính phủ vẫn phải vay nợ mới để trả nợ cũ. Tuy dự luật ba đặc khu bị dư luận phản đối quyết liệt buộc Quốc hội phải hoãn vô thời hạn, nhưng chắc các nhóm lợi ích không chịu bỏ cuộc và tìm cách thao túng chính sách như miễn thị thực cho người nước ngoài vào khu kinh tế ven biển như Vân Đồn và Phú Quốc. Tuy dự án đường cao tốc Bắc Nam, đường bộ và đường sắt cũng bị dư luận phản ứng quyết liệt, buộc Bộ Giao thông Vận tải hủy bỏ kết quả đấu thầu quốc tế để tạo điều kiện cho các nhà thầu trong nước tham gia, nhưng họ vẫn thúc đẩy dự án đường sắt Hà Khẩu - Lào Cai - Hải Phòng khổ 1,435 mm với 39 nhà ga, 73 chiếc cầu dài 130 km và 25 đường hầm chui 25 km do Trung Quốc thiết kế và xây dựng, kinh phí 100.000 tỷ Việt Nam đồng. Đây là một mắt xích trong kế hoạch một vành đai một con đường, chủ yếu nhằm phục vụ lợi ích chiến lược của Trung Quốc. Theo chuyên gia Vũ Quang Việt, Việt Nam khuyến khích đầu tư nước ngoài không cần biết là các dự án đó chỉ dùng công nghệ lạc hậu, ô nhiễm và lao động không chuyên giá rẻ, làm hàng xuất khẩu sang Mỹ và các nước khác và cũng không cần biết đến vốn đi từ đâu, mà thực chất một phần không nhỏ là mượn từ ngân hàng Việt Nam đến nay. Việt Nam chỉ là bàn đạp, thậm chí là bãi rác cho nước khác làm hàng xuất khẩu xâm nhập vào Mỹ và các nước khác. Theo ông Việt, Việt Nam cần xem xét kỹ nên tham gia RCEP hay không, sau khi Ấn Độ và Nhật đã quyết định rút. Đây là hiệp định mà Trung Quốc cổ vũ mạnh mẽ nhằm đối địch với TPP, không có Trung Quốc mà Mỹ đã rút, để giúp cho Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng với kinh tế với các nước ASEAN trong chiến lược một vành đai một con đường của họ. Trong bối cảnh đối đầu Việt-Trung tại bãi thứ chính, Việt Nam cần rà soát lại các dự án có rủi ro về an ninh quốc gia theo tinh thần nghị quyết 50 NQ trên TVK ngày 20 tháng 8 năm 2019. Trả lời chất vấn tại Quốc hội ngày 9 tháng 11 năm 2019, Ngoại trưởng Phạm Bình Minh thừa nhận có hàng trăm doanh nghiệp Việt đứng tên thay cho người nước ngoài, chủ yếu là người Trung Quốc, đầu tư kinh doanh bất động sản và du lịch dưới nhiều hình thức núp bóng. Các dự án này thường chiếm vị trí xung yếu về an ninh quốc phòng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ và hậu họa khôn lường. Về đối ngoại, Hà Nội đã tự tin hơn khi đăng cai tổ chức họp cấp cao Trung Kim tháng 3 năm 2019 và ông Trọng đã nhận lời đi thăm Mỹ khi ông Trung trực tiếp mời như một cách cảm ơn. Đây là một thắng lợi quan trọng về ngoại giao trong 2019. Hội thảo về định hướng hợp tác chiến lược Mỹ-Việt cấp Thứ trưởng tại Washington tháng 4 năm 2019 là một dấu hiệu tích cực. Tuy năm trước Việt Nam đã lặng lẽ hủy bỏ 15 hoạt động giao lưu quốc phòng với Mỹ cho năm 2019. Theo các chuyên gia, đó là động thái đối phó tình huống với sức ép của Trung Quốc. Nhưng điều bất ngờ và khá bí ẩn là ông Trọng đã gặp hạn khi đến Kiên Giang vào ngày 14 tháng 4 năm 2019, phải cấp cứu vào bệnh viện điều trị. Dù dư luận đồn đại về bệnh thật hay giả, nhưng kế hoạch thăm Mỹ năm 2019 của ông Trọng không thực hiện được vì lý do sức khỏe hay lý do chính trị. Lúc đầu dự kiến đi vào tháng 7, sau dự kiến đi vào tháng 10, nay phải lùi sang năm 2020, là năm tranh cử Tổng thống Mỹ nên càng dễ rủi ro. Kết cục là cuối năm 2019, Việt Nam vẫn chưa nâng cấp quan hệ với Mỹ lên đối tác chiến lược như dư luận mong đợi. Trong khi đó, Trung Quốc cho tàu khảo sát Hải Dương 8 có nhiều tàu tuần tra vũ trang hộ tống,
xâm nhập vùng biển của Việt Nam từ 3 tháng 7 năm 2019 dẫn đến đối đầu tại Bãi Tư Chính và khủng hoảng Biển Đông lần 2, lần đầu là năm 2014. Họ vừa thăm dò địa chấn, vừa quấy rối các hoạt động dầu khí của Việt Nam tại dự án Lan Tây, Lan Đỏ, Lô 0601, liên doanh với Rosneft của Nga và ONGC của Ấn Độ tại Nam Côn Sơn gần Bãi Tư Chính. Sau đó Hải Dương 8 chuyển lên thăm dò khu vực ven biển từ Phan Thiết đến Quảng Ngãi, cách bờ biển có 70 hải lý. Mấy năm qua, Trung Quốc đã áp dụng vũ lực quấy rối và xâm lấn Việt Nam tại Bãi Tư Chính, bất chấp luật biển quốc tế và phán quyết PCA. Họ ngang ngược coi Bãi Tư Chính là vùng tranh chấp và còn tuyên bố là lãnh thổ của Trung Quốc. Hành động xâm lấn này đã buộc Việt Nam phải có thái độ cứng rắn hơn và làm dư luận quốc tế, đặc biệt là Mỹ, lên án Trung Quốc và ủng hộ Việt Nam. Trên thực tế, Trung Quốc đang xô đẩy Việt Nam về phía Mỹ, làm cho nhiều trí thức và quan chức đòi kiện Trung Quốc và nâng cấp đối tác chiến lược với Mỹ. Điều đó được phản ảnh rõ trong mấy bài viết gần đây của ông Vũ Ngọc Hoàng, nguyên Ủy viên Trung ương và Phó Ban Tuyên giáo, và tọa đàm khoa học vùng biển tại Bãi Tư Chính và luật quốc tế do Viện PLD tổ chức tại Hà Nội 6 tháng 10 năm 2019 trong diễn văn khai mạc và bế mạc Hội nghị Trung ương 11 7-12 tháng 10 năm 2019. Ông Nguyễn Phú Trọng đã chính thức lên tiếng về vấn đề Biển Đông. Tuy dự luật quốc tế cho rằng thái độ của Việt Nam cứng rắn hơn, nhưng dư luận trong nước cho rằng như vậy vẫn còn quá ít và quá muộn. Tại hội thảo quốc tế về Biển Đông lần thứ 11, 6 tháng 11 năm 2019, đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã xác nhận đang cân nhắc kiện Trung Quốc. Thực ra, Việt Nam đã cân nhắc kiện từ năm 2014 theo Grigory Bolin, khi Việt Nam làm thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Chủ tịch ASEAN vào năm 2020 này, nếu chỉ đề cập đến căng thẳng Biển Đông một cách chung chung mà không dám gọi tên Trung Quốc là kẻ gây ra căng thẳng vì đại cục, thì cũng như không, vì chẳng có gì mới để quốc tế ủng hộ mạnh mẽ hơn. Khủng hoảng Biển Đông lần đầu tháng 5 năm 2014 đã làm cho người Việt bị sốc và quan hệ Việt-Trung lâm vào khủng hoảng, nhưng chưa đổ vỡ vì đại cục như cái vòng kim cô trói buộc Việt Nam từ sau Thành Đô tháng 9 năm 1990. Nay khủng hoảng lần thứ 2 năm 2019 còn tiếp diễn. Theo Ren Matheson, Học viện Hải quân Mỹ, Trung Quốc quyết tâm ngăn chặn Việt Nam khai thác tài nguyên dưới đáy biển sau khi Rosneft thuê giàn khoan Haku Ryo của Nhật để khoan thăm dò gần Bãi Tư Chính. Trung Quốc không chỉ quấy rối và bắt nạt mà còn ngang ngược lên án Việt Nam đơn phương vi phạm chủ quyền của Trung Quốc. Đó là hành động vừa ăn cướp vừa la làng, vì Trung Quốc đối lý trước dư luận quốc tế nên phải dùng sức mạnh để bắt nạt các nước trong khu vực vùng xám và tìm cách gạt Mỹ và các cường quốc ra khỏi Biển Đông. Mục tiêu của họ là áp đặt đường chín đoạn để từng bước lấn chiếm Biển Đông như chuyện đã rồi, tiến tới kiểm soát Biển Đông như cái ao của họ. Trung Quốc đã quân sự hóa và biến các đảo mà họ chiếm của Việt Nam tại Trường Sa thành các căn cứ quân sự và hậu cần như bãi chữ thập, bãi ruby và đá vành khăn của Việt Nam. Càng nhân nhượng thì Trung Quốc càng lấn tới. Tiếp theo các tuyên bố của John Bolton và Mike Pompeo trước đó, trợ lý ngoại trưởng David Stilwell đã điều trần gần đây tại tiểu bang Đông Nam Á, Thái Bình Dương thuộc Ủy ban Đối ngoại Thượng vị Mỹ, nhấn mạnh rằng Trung Quốc tiếp tục đe dọa và bắt nạt các nước khác tại Biển Đông. Họ muốn hợp tác hóa bộ quy tắc ứng xử COC có hại cho khu vực và tất cả các nước coi trọng tự do hàng hải. Sự quấy rối liên tục của Trung Quốc đối với các hoạt động của Việt Nam xung quanh Bãi Tư Chính là một trường hợp rõ rệt. Theo VOA ngày 25 tháng 10 năm 2019, trong bài phát biểu về quan hệ Mỹ-Trung tại trung tâm Woodrow Wilson, 24 tháng 10 năm 2019, Phó Tổng thống Mike Pence đã tố cáo cách hành xử ngày càng hung hăng của Trung Quốc gây mất ổn định nhiều hơn cho khu vực trong năm qua. Ông Mike Pence nói Bắc Kinh đã gia tăng sử dụng các tàu dân quân biển để thường xuyên đe dọa các thủy thủ và ngư dân Philippines và Malaysia.
Ông chỉ trích Trung Quốc bắt nạt Việt Nam trong vụ tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông. Cảnh sát biển Trung Quốc đã lấy thịt đè người để ngăn cản Việt Nam khoan dầu khí ngoài khơi trong vùng biển của chính mình. Ông Derek Crossmans bình luận việc Trung Quốc bắt nạt Việt Nam tại Biển Đông đã được Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence nêu bật và không có một nước nào đứng lên để bảo vệ Việt Nam như Mỹ. Nhưng khi Việt Nam đối đầu với Trung Quốc tại bãi Tư Chính và khủng hoảng Biển Đông lần hai gần đây, có tin đồn ExxonMobil định bỏ dự án cá voi xanh. Tuy chưa rõ nguyên nhân do sức ép của Trung Quốc hay do tính toán thương mại, nhưng nếu ExxonMobil rút thật thì đây là tin mừng cho Bắc Kinh. Theo đánh giá của các chuyên gia, các tuyên bố về điều chỉnh chiến lược của Mỹ như NSS 2017, NDS 2018 và Indo-Pacific Strategy 2019 đã nhấn mạnh cạnh tranh chiến lược Mỹ-Trung. Đồng thuận Washington mới về chiến lược đối với Trung Quốc có thể tạo ra điều kiện thuận lợi để các nước có quan điểm cứng rắn hơn tại Biển Đông. Theo Marine Traffic Reuters, 24 tháng 10 năm 2019, tàu khảo sát Hải Dương 8 và các tàu hộ vệ đã rời khỏi vùng biển Việt Nam trở về Trung Quốc. Họ đã hoàn thành nhiệm vụ sau 3 tháng khảo sát địa chấn nhằm khẳng định chủ quyền trong đường chín đoạn và quấy rối gây sức ép Việt Nam đình chỉ các hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí tại đây. Tuy Trung Quốc rút tàu Hải Dương 8 về nhưng ý đồ lâu dài của họ không thay đổi. Trong tháng 11 năm 2019, họ lại cho tàu Hải 620 và Hải Dương 9 xâm phạm vùng biển EEZ của Việt Nam và Malaysia để khảo sát trái phép. Sẽ không ngạc nhiên nếu Trung Quốc điều giàn khoan vào thăm dò tại những nơi họ vừa khảo sát. Theo ông Cả Thayer, thông điệp của Nguyễn Phú Trọng gần đây khi đề cập đến vấn đề chủ quyền Biển Đông báo hiệu rằng Hà Nội có thể lùi bước trước Bắc Kinh. Tuy nhiên, trong bối cảnh hai nước quyết không để một tấc đất nào do tổ tiên để lại thì bàn cờ phân định thắng thua vì lợi ích quốc gia phải bảo đảm khả năng quốc phòng và quốc tế vận cao nhất. Trong cuộc chơi này, dù Hà Nội tuyên bố cứng rắn hơn không bao giờ thỏa hiệp, nhưng cách thức bảo vệ chủ quyền quốc gia trong 3 tháng qua tại Biển Đông cho thấy sự chênh lệch về khả năng quân sự và năng lực quân sự và sự cô đơn của Việt Nam trong việc bảo vệ chủ quyền. Trong mấy tháng qua, Việt Nam đã phải đối phó chật vật với Trung Quốc và khả năng đối đầu tại Biển Đông sẽ còn phải tái diễn trong thời gian tới. Nếu vấn đề đối tác chiến lược và liên minh quân sự vẫn bất khả thi vì chính sách 3-0 của Việt Nam. Trong bài trả lời phỏng vấn của RFI ngày 26 tháng 10 năm 2019, ông Vũ Ngọc Hoàng nhấn mạnh rằng chỉ có dân chủ hóa mới tập hợp được sức mạnh dân tộc để bảo vệ tổ quốc và phát triển đất nước. Trong bối cảnh Việt Nam bị Trung Quốc xâm lấn thì Việt Nam cần phải liên minh với Mỹ và các cường quốc khác để bảo vệ chủ quyền của mình. Ngoài Mỹ và Nga, Việt Nam tăng cường hợp tác quốc phòng với Nhật và EU. Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã thăm châu Âu ngày 14 đến 19 tháng 10 năm 2019 để tăng cường hợp tác quốc phòng. Điều đó có thể làm cho Hà Nội tự tin hơn và bớt cô đơn trong tranh chấp chủ quyền Biển Đông. Nhưng các hoạt động ngoại giao hình không hỗ trợ được về quân sự thực chất. Tuy các hoạt động ngoại giao đó là cần thiết nhưng chưa tương xứng với tình hình Biển Đông. Nếu Việt Nam vẫn cô đơn về đối tác chiến lược thì các hoạt động ngoại giao không đủ răn đe Trung Quốc xâm lấn, dù Việt Nam có tiến tới kiện Trung Quốc tại Tòa án quốc tế về luật biển. Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố 17 tháng 5 năm 2019 không đối tượng nào được tiến hành khai thác dầu khí hoặc các tài nguyên ở vùng biển của Trung Quốc. Nhưng theo Rosneft, 17 tháng 5 năm 2019 hoạt động khoan thăm dò của họ vẫn diễn ra tại vùng biển Việt Nam. Bennett Guay viết Foreign Policy tháng 10 ngày 30 năm 2018, dù Nga chưa bao giờ chính thức đứng về phía Việt Nam trong vấn đề Biển Đông, nhưng hiện chỉ có Nga đang hoạt động dầu khí tại khu vực Việt Nam khẳng định chủ quyền trong đường chín đoạn. Putin và Tập Cận Bình không công khai chống lại lợi ích của nhau, nhưng không có nghĩa là họ không xung đột lợi ích. Theo David Hurt, Asia Times, một trong những lý do khiến lần này Việt Nam cứng rắn hơn là trước do các đồng minh mạnh hơn,
ngoài Mỹ, Nhật, Pháp, EU, Việt Nam còn có cả Nga. Nhưng theo Ander Core, chỉ có Mỹ mới đủ điều kiện để trở thành đồng minh cốt lõi đủ sức chống lại Trung Quốc ở Biển Đông. Còn Nga, Úc, Ấn Độ có thể là đối tác chiến lược hữu ích nhưng không đủ khả năng làm cho đồng minh cốt lõi vì họ thiếu sức mạnh cần thiết để chống lại một Trung Quốc đang ngày càng lớn mạnh. ASEAN cũng không thể hỗ trợ nhiều cho Việt Nam trong bối cảnh các nước thành viên ngày càng chịu ảnh hưởng quá lớn của Bắc Kinh nên thường phủ quyết mọi chỉ trích của Trung Quốc. Hội nghị cấp cao ASEAN 35 tại Bangkok ngày 2 đến ngày 4 tháng 11 năm 2019 cũng không ngoại lệ. Hy vọng năm 2020 Mỹ sẽ thúc đẩy quan hệ với ASEAN bằng họp Summit tại Mỹ. Để chống lại Trung Quốc, Ander Core cho rằng Việt Nam cần có một chiến lược mới, trong đó có 4 thành tố quan trọng. Một là liên minh với các nước có thể răn đe được Trung Quốc ở mức cao nhất như Mỹ, Pháp, Anh. Hai là liên minh với các nước có đủ năng lực triển khai nhanh lực lượng quân sự thông thường để răn đe Trung Quốc như Mỹ. Ba là vận dụng thành quả kinh tế để nâng mức chi tiêu quân sự nhằm răn đe Trung Quốc như mua thêm tàu ngầm và tên lửa. Bốn là dân chủ hóa và cải thiện nhân quyền để tạo điều kiện thuận lợi cho liên minh kinh tế và quân sự chặt chẽ hơn với các nước chịu ảnh hưởng ít nhất với Trung Quốc. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.